Cô Lệ Vĩnh Long 200, chị Hồng Đồng Nai 200, Mạnh Thường Quân giấu tên 200, bạn Diễm 300, Mạnh Thường Quân giấu tên Bạc Liêu 500, anh Lời Kiên Giang 500, quán bún bò O Quyền thành phố Hồ Chí Minh 500, cô Phúc bên Pháp 2 triệu, chị Lan bên Mỹ 1.250.000, tổng cộng số tiền là 5.650.000. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Hậu Giang quê tôi xin kính chào quý cô chú anh chị. Hậu Giang chào bà con. Thưa bà con, hôm nay buổi sáng ngày 28 tháng 4, anh em Hậu Giang đang có mặt ở xã Tân Lộc Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Hậu Giang đến đây là để đưa tiễn em Hứa Kiều My 32 tuổi, em bầu 4 tháng rưỡi, rồi là em vô nhà vệ sinh nha quý cô chú anh chị. Em đi vệ sinh rồi là em rớt con trong bụng ra ngoài luôn, là bé gái. Hoàn cảnh gia đình của vợ chồng của em là rất là khó khăn quý cô chú anh chị. Chồng của em là tên là Đủ, lúc trước thì vợ chồng em ở Thoại Sơn An Giang đó bà con, rồi khi vợ của em Đủ mất mới trở về quê ở đây là nhà mẹ vợ của em Đủ, là mẹ của em My, về đây để mà lo hậu sự. Thì giống như mấy video trước Hậu Giang có chia sẻ đó quý cô chú anh chị, hôm nay mấy anh em của Hậu Giang vô đưa tiễn, và đồng thời là cũng đại diện quý Mạnh Thường Quân để trao thêm cho gia đình thêm một ít tiền nữa. Hoàn cảnh gia đình của ba mẹ em Đủ ở đây cũng không ruộng đất bà con, một căn nhà nhỏ xíu chật chội như thế này. Em Đủ là còn 2 đứa con, vợ chồng của em Đủ em My là còn 2 đứa con. Em con trai lớn của em Đủ là cũng khờ quý cô chú anh chị, cũng không học hành gì hết. Đó, còn một bé gái rất là nhỏ luôn, rất là sót luôn bà con ơi. Hậu Giang mời quý cô chú anh chị bà con cùng chia buồn với gia đình. Buổi sáng này thì đúng 6 giờ cũng đưa tiễn em My về nơi an nghỉ cuối cùng, là cũng phần đất nhà đã quý cô chú anh chị. Cháu xin trân trọng kính mời chị em nào đặt công phạm như là quá đau lòng chị, quý cô chú anh chị. Đây là chồng của em Kiều My, em Đủ. Em Đủ cũng không có vùng đất gì hết quý cô chú anh chị. Thì nghề kiếm sống của em để mà trang trải cho cuộc sống gia đình hàng ngày là nuôi cá. Và trong thời gian này em cháu xin trân trọng kính mời anh chị em nào nằm trong phạm vi là gây ốc của Kiều My đối với cô chú anh chị. Nếu có mặt ở đây bước lên thắp nén tiễn người chị, người em của mình lần sau cùng. Đây nước mắt của cô chú anh chị ơi, cùng chính cha mẹ, cả nhà cùng thân, chị em như thể tay chân, tay kia bị đứt, chân này nỗi đau, tình bọt quét chị em gắn bó, cánh tay kề sớt nổi tha môi, rồi mai đây xa dọc biết không, buổi tao cùng đi trong đồng qua. Chiếc khăn tang và 2 dòng lệ tiền, tiễn đưa người vĩnh biệt thiên thu. Nhớ khi xưa ta cùng chung mái ấm, tiếng nói cười đầm ấm làm sao. Quá công ơi sao ông gây cảnh đoạn lìa, cho tình chị em ngàn đời cách biệt. Thật Nguyễn Hương và bí mật cũ về phía anh chị em ruột. Cô chú anh chị, bà con xa gần, bà con xem video, bà con hãy để lại một bình luận cũng như là một lời cầu nguyện giúp cho hương linh của hai mẹ con em My sống được về cõi lành, được về với nước Phật. Nếu có mặt ở đây bước lên chỉ còn vài phút nữa thôi là đưa tiễn em My, bà con ơi.
bé gái của My còn rất là nhỏ luôn mà sâu sắc lắm quý cô chú anh chị. Cháu là mấy tuổi vậy à cô? Bà tất đất nhiều em sáu tuổi đó cô. Dạ. Giữa bầu không em có thấy suối lệ tràn, từ từ ngọn hương nguyện nhớ lúc nhà, nguyện ở thâm tận cùng vùng đất lành. Vương mẫu này từ nay vắng vẻ, phú ân hương cách biệt nhìn đời. Đây đến tổ nhan thơm cùng trà thơm vụ lạc, nguyện cho nguyên hồ sớm được xin xe thiên bộ đưa người về cực lạc. Chèo đưa một sông tới qua sông, đạo nghĩa vợ chồng nặng lắm ai. Quá đau lòng quý cô chú anh chị. Từ ba nén hương này tiễn mình trước mệt, vợ chồng mình vĩnh biệt từ đây. Chồng luôn luôn đầy với giọt lệ, các con thân hương để lệ khóc than. Âm hương cách biệt đôi đời, người đi người thở ngập tràn niềm đau. Em đi trong trời ngủ ngàn sao giấc đẹp, hai mảnh đời mình tìm được nhau. Duyên tao ngộ từ ngày tăng hẹn mãi, để đời này ta mãi được cố gắng. Vợ chồng thì nghĩa nặng kịch sâu, nghĩa vợ chồng là có quyền đạo chồng, nghĩa con thê kết tóc trăm năm. Tôi biết tưởng biết cùng nhau hết cuộc đời, nhưng như nào đâu bò đạo qua khiến suy người sắp tử. Nhớ em vĩnh biệt lệ sầu thương, em về ánh cảnh em yên phận. Bỏ cha con của ở như trần, mà chẳng nổi nhớ mong. Bao năm tình nghĩa vợ chồng, ngọt bùi ấm lặng vui buồn cùng nhau. Bây giờ ngõ chiếu đường xa, đâu còn thấy được vui nhét ngày nào. Mấy mươi năm vợ chồng dài đắng đẳng, mấy mặt gốc tình nặng biết bao nhiêu. Ngọt nhiều mà cay đắng cũng nhiều, mà sao trời cao nở đọt đành. Dứt đi duyên kiếp tình thâm vợ chồng, duyên nhân lẽ bóng còn đấu nữa. Dứt nghĩa đoạn tình nghĩa lối chân. Lại thứ nhất con xin đáp đền ơn xin thật dục dục. Lại thứ hai con xin báo hiếu với mẹ hiền. Lại thứ ba con nguyện cầu cho linh hồn mẹ mau siêu thoát. Lại cuối cùng mẹ con mình dịch biệt kể từ tính. Phần nguyện hương và viết lên cụ về phía gia đình đã xong. Trong thời gian này em cháu xin trân trọng kính mời cô bác nào đi sau đến về. Mà trong quá trình em cháu mời thiếu sót thì bước lên thắp một nén hương tiễn người bà con người hàng xóm của mình lần sau cùng. Đây là câu hỏi của em Kiều My nè quý cô chú anh chị. Cô quá đau lòng cô chú anh chị ơi. Bà con hãy để lại một bình luận cũng như một lời cầu nguyện giúp cho hương linh của hai mẹ con em Kiều My sớm được về cõi lành, được về với Đức Phật ạ. Cố gắng lên đủ ơi. Quá trời tội nghiệp với cô chú anh chị. Chút xíu nữa thôi là tới giờ rồi đó cô chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tội nghiệp bé gái con của em Mì, em Đủ còn quá nhỏ luôn. Mà cái bữa mà liệm em Mì đó với cô chú anh chị, bé kêu mẹ nghe mà xót xa gì đâu. Và gia đình Ban Nguyên buổi diễn với linh tụ của em Quế Kiều Vi sắp đi đến hồi kết. Em cháu xin thay mặt dịch vụ mới đáng cho Hồng Năm Tiều được nói lên lời chia buồn cùng gia đình Ban Nguyên. Cũng như cô chú cũng đã biết, trời đất chỉ có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Vũ trụ trải qua bốn thời kỳ: thành, trụ, hoại, không. Còn có người chúng ta có sanh, ắt sẽ có tử. Như người xưa thường nói, cuộc ngọt nào rồi cũng sẽ tan, hoa nở rồi sẽ tàn, bèo vàng lại trôi, trăng tròn lại tiếp, nước đầy đắt. Khăn mang phủ kính bụi đường, người đi người ở đoạn trường biết bao, cùng chung một giọt máu đào, sinh ly tử biệt hội sao không buồn. Cảnh cũ còn thấy người thân thức phong, biệt ly rồi luôn thở khó cùng lai. Cũng như hôm nay, gia đình đang biến mất với một người con, người vợ, một người mẹ. Nỗi đau mất mát này rất là to lớn, không có gì bù đắp được. Nên hôm nay dịch vụ mà đáng cho Hồng Năm Tiều chúng em đến đây, trước là để chia buồn cùng gia đình Ban Nguyên với một cái tang thật đau đớn. Và sau đó các chủ xin được phép tiễn đưa em về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong thời gian này xin mời chủ dịch vụ mai táng Hồng Năm Tiều do anh Lâm đảm nhiệm cùng anh em nhân viên trong đội bước lên thắp nén hương để tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng. Thiên chủ gia phải ta đến đây để tụng niệm. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đưa linh cũ về nơi an nghỉ? Nhất thiết liên sàng Di Đà Sứ Giám, trên cao long của đức trọng là thầy, sai ta đến đây trừ ma diệt quỷ. Tại ta cầm mã đao thách chỉ, miệng ta ngậm phù thủy phun ra. Gặp ma ta đã ma, gặp quỷ ta trừ quỷ. Đã đến giờ tiếp nhật nước thần, sao chẳng thấy vinh hoàng lại đáo? Bố Di Hoàng dược giả tham hoàng, chứ vinh hoàng lại đâu? Gió ngựa tri phong dẫm quan sang cái bước mã bước anh hùng, trước khương tướng mã sông qua miền nước khách. Có ai vừa kêu gọi đến tên ta, cả tiếng kêu thập nhiều à. Hôm nay lòng ta đang buồn nhã, lòng mổ được nhiều như vậy, nghe mới xếp lưới chiêu môn theo cùng ta đi vô nghẹt tiền lỗ. Chú hỏa thần chân hỏa thần kia là nhất quyết hào quang sáng chói, cứ vì sao cửa đóng then cài này? Hiền đế em phải nổi ngôn không đăng để ta vào trong trừ ma diệt quỷ. Thank you.
dây kề dây nâng đỡ hồn vòng, hồ linh cụ tan an phục vụ. Nhập gia rồi em, ai cầm dù ra đây chơi mà lấy dù giùm em đi. Tới giờ đưa tiền với cô chú anh chị. Đây, có thù la. Nhập gia. Viên cầm dù. Đứa con trai lớn của em Kiều My với em Đủ. Cháu rất là khờ luôn, cũng chưa không có đi học. Anh em mượn cho em xin hai người. Hai người hả? Dạ. Giúp phụ tiếp đi. Rồi đâu? Vô thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, đứng sàn luôn đi con. Cái đầu quan tài quay về đâu vậy vị Đủ? Đi vòng sao luôn. Trong hồn bao cầm tay nam mô a di đà Phật. Trời dưới nguyệt á. Không cho. Mỗi người mới có trên mặt. Gãy giọng đi. Quá sốc quý của chú anh chị ơi.
quá trời rồi, để giả là bớt. Ê, cái xe. Chưa đi chút đi hả gãi con. Được kìa. Chồng qua ra đặng gãi cho mẹ đó quý cô chú anh chị. Thank you.
quá sót cho một kiếp người của cô chú anh chị. Em y cũng còn quá trẻ mà con, mới 32 tuổi thôi. Nó đi cùng một lúc hai mẹ con như thế này rất là sót luôn. Cô bác sớm ghiền bà con ở đây, ai đến giếng rồi cũng không thể nào mà kìm được cái cảm xúc hết trơn quý cô chú anh chị. Gái của em Kiều My còn gắt nhỏ nhưng mà biết lắm nha bà con. Nó lụm đất đang đang để cho mẹ. Con gái mẹ con đâu rồi? Mẹ con chết rồi. Con nhớ mẹ nhiều không? Nhớ. À? Nhớ. Nó mấy tuổi rồi, bé gái mấy tuổi rồi đủ? 6 tuổi rồi hả? Rồi đứa con trai lớn của em mấy tuổi? Lớn em 16 tuổi. Gì đó. Hồi trước giờ là không cho đi học luôn hả? Rồi cái bữa đưa tiễn bé gái này còn nhỏ xíu mà kêu mẹ xót gì đâu quý cô chú anh chị. Con tên gì? Con tên Ý. Tên Ý hả? Thường em đi làm thì suốt ở nhà mấy đứa chắc đeo mẹ dữ à hả? Nó đeo mẹ nó mà gặp em về rồi nó chạy ra nó em đeo em đi sao em tối ngày. Gì đó. Là em ngày nào cũng đi kiếm cá không? Dạ ngày nào cũng đi á, bằng ngày em đi dân lưới cá lồng tông mà đêm đi xiệt. Bằng ngày đi dân lưới cá lồng tông rồi bằng đêm đi xiệt cá. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Là hồi trước giờ luôn nhà mình không có ruộng đất gì sao đủ? Không anh. Chỉ có miếng đất nhà nước mới cho được cái nhà em chẳng. À. Nhà nước cho nhà tình thương cái gì? Dạ nghệ sĩ Quốc Thuận. Em nói ai? Nghệ sĩ Quốc Thuận. Nghệ sĩ Quốc Thuận là trao tặng cho vợ chồng em một căn nhà mơ ước phải không? Dạ, nhà Phước Duyên 4. Phước Duyên 4 hả? Dạ. À, là trao được bao lâu rồi đủ? Được mấy tháng rồi. Trao được mấy tháng rồi? Mấy tháng rồi. Vậy đó. Quê của em chính xác là ở ấp xã nào? Ấp Đông Sơn 1, thị trấn Nó Sập, huyện Hội Sơn, tỉnh An Giang. À. Giờ 11 là cuộc sống của cưng sẽ rất là khó khăn hơn nữa. Bây giờ là vợ em ra đi rồi, còn đứa con quá nhỏ gì, rồi phải có người chăm rồi cho đi học nữa. Bây giờ là vừa 11 là vừa làm chồng rồi, vừa làm vợ luôn rồi, thay vợ cưng để mà nuôi dạy hai đứa con thơ rồi đó. Em lo cho hậu sự cho vợ em xong rồi em có về chảnh không, còn ở đây không? Dạ mở cửa mã cho vợ em xong là em về chảnh, đặng em đi làm. Mở cửa mã cho vợ em xong là về chảnh đi làm hả? Dạ. Làm mà em có tiếp tục cái công việc của em nữa không? Dạ tôi tiếp tục công việc đó.
À, cũng đi kiếm cá nữa hả? Mới mốt mà em kiếm được một cái công việc nào đó ổn định hơn, thu nhập khá hơn thì em đổi cái nghề đi em. Tại vì là mình đi làm cái nghề cá nó cũng nguy hiểm lắm. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay là anh em của Hậu Giang đến đây để trước là đưa tiễn vợ của em Hữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Bên cạnh đó thì Hậu Giang cũng đại diện Quý Mạnh Thường Quân để trao cho em đủ ít tiền để phụ tiền nhang khói cho vợ của em. Hậu Giang cũng xin phép được đọc tên Quý Mạnh Thường Quân ạ. Cô Lệ Vĩnh Long 200, chị Hồng Đồng Nai 200, Mạnh Thường Quân giấu tên 200, bạn Diễm 300, Mạnh Thường Quân giấu tên Bạc Liêu 500, anh Lời Kiên Giang 500, quán bún bò O Quyền thành phố Hồ Chí Minh 500, cô Phúc bên Pháp 2 triệu, chị Lan bên Mỹ 1.250.000, tổng cộng số tiền là 5.650.000. Anh Hậu Giang trao cho em ha, em nhận ha. 1.000.000. Hai triệu. 3.000.000. 4.000.000. 5.000.000. 650.000 quý cô chú anh chị. Đây, rồi anh trao cho em ha. Em muốn nói lời gì không? Dạ, em thay mặt cho gia đình của em cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho em trong lúc hoàn cảnh khó khăn, rồi các cô chú ở bên nước ngoài em không biết nói gì hơn, và chân thành cảm ơn. Và một lần nữa thì Hậu Giang cũng thay mặt cho gia đình của em đủ gửi lời cảm ơn rất nhiều đến quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân xa gần đã giúp số tiền để phụ tiền nhăn khói cho em My, vợ của em đủ. Rồi em cố gắng lên, gắng cố gắng lên nha. Em còn hai đứa con còn nhỏ, rồi những ngày sắp tới thì cuộc sống nó sẽ khó khăn đó, mình gắng cố gắng phấn đấu lên nghe cưng. Như vậy là tới mở cửa mã, em My thì em đủ sẽ về quê ở Thoại Sơn An Giang quý cô chú anh chị. Em cũng nằm kế nhà của cha mẹ luôn, cha mẹ của em My luôn. Ủa anh ơi, rồi thợ đâu hết rồi, có mình anh vậy? Dạ. Ngày hôm nay làm xong luôn không anh? Chưa đâu này. Dạ. Rất là sót cho một kiếp người quý cô chú anh chị, em My còn quá trẻ. Bà con xem video, bà con mình hãy để lại một bình luận cũng như là một lời cầu nguyện giúp cho hương linh của hai mẹ con em My sớm được được về cõi lành, được về với Đức Phật ạ. À. Hai người làm hả anh? Dạ. Anh có bà con gì với gia đình không anh? Không, phải sớm. Dạ. Vậy là cái bữa chở My về đó là mấy anh lại làm luôn hả? Dạ. Dạ. Hoàn cảnh gia đình này tội nghiệp quá trời ha anh. Cái miếng đất này nghe nói là cha mẹ của em My là cho em gì phải không anh? Dạ dạ. Dạ bữa không nghe là nghe câu nói á. Kết thúc một kiếp người hả chú? Dạ. Dặn số quá. Sao mày không cầm bay mày đứng đó mày dò mày. Bà con thấy ngôi nhà của ba mẹ của em My đó, rất là sót luôn. Ngôi nhà nhỏ xíu à, mà rất là chật chội luôn quý cô chú anh chị. Hậu Giang cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị, bà con xa gần đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng Hậu Giang quê tôi.
Cảm ơn bà con rất nhiều, bà con đã gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình của em Y. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị bà con ở video tiếp theo ạ.